lên chảnh á, lên chảnh nằm 3 ngày, nằm 2 ngày. Dạ. 2 ngày coi giật á, ông coi giật đó. Là phát mấy bác sĩ mới vô trong tầm quần không có cứu cho nằm. Dạ. Nằm xếp vào luôn. Xin chào quý ông bà cô chú, thì con là Thành. Dạ, thì hôm nay là ngày thứ hai, là ngày đầu tuần. Hôm nay là ngày 19 tây tháng 8 năm 2024 rồi nha. Hiện tại bây giờ cũng là 12 giờ trưa. Thì hôm nay anh em con có nhận một ca. Thì ca này hỗ trợ đưa từ bệnh viện Chợ Rẫy về Kiên Giang nha cả nhà. Hiện tại thì bệnh con nghe nói cũng đang là thở máy rất là nặng, nhồi máu não gì đó, bệnh cũng đang rất là nặng. Thì hôm nay đồng hành với con có anh Sơn Nhỏ. Dạ, em chào quý anh dạ. Thì anh Sơn Nhỏ bữa giờ cũng hỗ trợ trên đầu cầu Lâm Đồng. Thì hôm nay anh cũng về lại Sài Gòn để tiếp tục hỗ trợ anh em, cũng như là để cho anh em đào tạo cho anh nó cứng hơn. Rồi thì mời quý bà cô chú đi theo đồng hành với anh em tụi con qua bệnh viện Chợ Rẫy để xem coi là cái bệnh tình của chú này thế nào nha cả nhà. Nghe nói rất là nặng, thì khả năng của chú này cũng chỉ có 1-2% thôi nha cả nhà. Người nhà cũng đang hối tụi con quá trời luôn. Rồi, mời cả nhà đồng hành với anh em tụi con. Cổng số 3 vậy? Không. Em tới cổng số 3 dạ, rồi dạ, chị. Em đi ra này, cũng đi ra này. Dạ 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 dạ, dạ đón em một cái. Dạ dạ. Giờ anh em con tới bệnh viện Chợ Rẫy rồi nha, nha. Đang đứng ở cổng số 3, đang đợi người nhà xuống đem giấy lại dắt tụi con vô. Giấy đưa bảo vệ dạ, chị. Đưa giấy cho bảo vệ. Đưa cái giấy vô cổng nè. Đưa giấy vô bảo vệ nha, nhớ lấy lại nha. Dạ. À, đưa cho bảo vệ nhớ lại. Cấp sát cho một tên nó có tài. Dạ. Mở bệnh lại xuống chưa? Mở bệnh xuống cho em. Chị đẩy bệnh xuống chưa? Đang đi lên đẩy xuống. Đang đi lên đẩy xuống đúng không? Dạ. Rồi rồi. Hy vọng là không có kẹt hang nha cả nhà, kẹt hang rồi rất là lâu luôn. Rồi anh kiếm chỗ đầu trước cái camera kìa. Vô quay đầu lại, để người ta lấy chỗ. Thì anh Sơn cũng đã đón bệnh rồi nha, con lại cho anh Sơn đón bệnh để con chuẩn bị qua cái thiết bị, chuẩn bị máy thở này là cho người nhà. Thì hiện tại thì chú cũng đang rất là nặng rồi, cố gắng vô tới nhà thôi, nhưng mà thật sự thì lát nữa còn một cái nghe nói người nhà là phải đi qua đò nữa. Rồi sao gắng ăn ngủ với chú nha, động viên chú về nha, nha, gắng cố gắng nha. Cô chú thì hiện tại là con đã đón được chú đây nha cả nhà. Chú này sinh năm 1966, thì hiện tại là bệnh của chú là có nhồi máu não á, hiện tại thì phải mở khí quản mà mở thanh quản luôn nha cả nhà. Hôm bữa là bà con hỏi là người nhà tôi đã mở đập nội khí quản rồi, nhưng mà do là bị gì đó nên phải đặt nội, là do nấm miệng á nên phải đổi lại thành nội, phải mở thanh quản để đặt ống nội. Đó thì đây là cái ca thứ hai con hỗ trợ là bệnh đập thanh quản. Đó thì
rồi, vẫn còn một cục máu vằm tụ trên đầu đó. Nếu mà bởi vì anh em con bây giờ hiện tại là đang đua với thời gian, cộng với là phải ổn định chiếc xe, để nếu mà xe mà lắc quá thì hiện tại là vợ sẽ vỡ mạch máu não lúc nào không hay, để chú sẽ không còn cơ hội để về nhà. Nên là mời cả nhà đồng hành với anh em tụi con về Kiên Giang để xem anh em con hỗ trợ ca này đi chú được về tới nhà hay không nha cả nhà. Dạ, mời cả nhà đồng hành với anh em tụi con. Nhà có mệt giờ có cần đi toilet không? Ghé chạm dừng chân cho đi. Thank you.
Rồi ha, chào cô với gia đình ha. Giờ con Thành là tài xế của hội tự nguyện BDS. À, hôm nay cũng thay mặt sư phụ con, chú Đám Sang hỗ trợ gia đình mình chuyến xe công đồng từ bệnh viện Chợ Rẫy về tới Kiên Giang ha. Để cho con hỏi là chú tên gì? Bùi Văn Đây. Bùi Đây, còn cô? Đi gì bên đây? Cô với chú là bệnh đi gì, bệnh gì cô? Bệnh ba bốn thứ bệnh rồi. Thổi rồi chạy thận, rồi cục não, máu đông não nữa, rồi thêm gai cột sống nữa. Là những cái bệnh đó là lúc mà lên khám mới biết hay là... lên tới Chợ Rẫy khám mới biết mới ra bệnh. À, chứ chú có khám ở đây chưa? Khám ở đây khám không có ra bệnh, chỉ có sự sống không thôi. À, mà bữa là chú tình trạng sao mà mới đưa lên tới Chợ Rẫy rồi cô? À, nó sốt. Sốt hoài, chị là một ngày hai, có khi sốt một ngày hai ba lần luôn. Rồi tới ba tới mà bệnh viện nói là coi như là thuốc mạnh trong cái bệnh viện đó rồi đó, là không có thể nào chị chữa nữa được. Dạ. Là phải đành phải chuyển lên Chợ Rẫy. Hôm bữa là nằm ở bệnh viện rồi cô? Nằm ở dạ. Kiên Giang. Đa khoa Kiên Giang hả? Dạ. Tỉnh á, Kiên Giang tỉnh. Thì lên chỉnh rồi sao mà mới phát hiện là chú bị nhồi máu não? Lên chỉnh nằm 3 ngày, nằm 2 ngày. Dạ. 2 ngày coi giật á, ông coi giật đó. À. Là phát mấy bác sĩ mới vô trong cầm quần không có cứu cho nằm. Dạ. Nằm tới bây giờ luôn. Là mới phát hiện là đi siêu âm, đi chụp âm gai rồi này kia đó chú. À, cái này bác sĩ có nói là có thể phẫu thuật không con? Không, bác sĩ nói là không có, chỉ chích thì cho nó qua cơn rồi chứ không có tàn. À, không có tàn mà cũng không có phẫu thuật luôn. À, tại sao mà mình nói là do chú không có sức khỏe hay là nó có... Không biết sao mà không có nghe nói mổ miết trên. À, rồi sao mà bác sĩ hôm nay là cho về luôn? Tại vì thận là chị năm tuần rồi. Dạ. Tới tuần thứ sáu thì lên hỏi ngày qua, hỏi bác sĩ bây giờ chồng có tiến triển gì không, thì bác sĩ nói là coi như là một tuần trước đó là không có một xíu nào là nước tiểu hết. Dạ. Thận là chú bị suy thận rồi, không có nước tiểu rồi, thành thử ra với ổng rồi lên ổng mở mắt ra ổng nói kìa, tôi nói thôi giờ nếu anh về nhà thì anh gạt đầu đi, anh chở về nhà. Ổng gạt đầu ổng làm gì nè. Rồi lúc đó là bao lâu rồi thôi? Mới có sáng qua thôi. À, là sáng hôm qua là quyết định là cho về. À, luôn sáng qua là ổng gạt đầu, tôi nói bây giờ nếu anh về nhà thì con nhìn cháu nhìn nhà thì tôi chở em về. Yeah. Là ổng gạt đầu. À, ông gặp gì nè, tính ra nếu vậy thì tôi xin bác sĩ về cho, chứ bác sĩ thì kêu ở nữa mà ở gì, chú thấy bây giờ không có một biến nào hết trơn, trừ ra mà ông chết chở nó không mới chở, mới cho mình chở về thôi. À. Đó, tôi thấy tình trạng chồng tôi vậy thôi, xin bác sĩ về đại đi. Chỉ là nằm cầm cự thôi chứ không có... Bây giờ ông sống là coi như ông sống thuốc đó chứ không có miếng gì hết trơn. Bác sĩ về có cho thuốc uống hay là gì không? Không có cho cái thứ gì hết trơn. Bác sĩ về nó có dặn mình là phải làm sao không? Hay là chỉ về đó là... Nó cho mình ra viện gì mình về thôi chứ nó không có dặn, không có dặn cái gì nữa hết trơn. Mình thấy chú bị viêm phổi nữa, nhiễm khuẩn nữa. Thì đó, hai ba thứ không, nó ra bệnh vậy, biến chứng nha chú, ra bệnh đủ thứ vậy. Tại vì con nói nghe cái suy thận này, cái suy thận khi mà thận nó không lọc được thì nó sẽ không có... cơ thể mà nó không có nhận được mấy cái chất dinh dưỡng nên là nó dễ bị ra biến chứng lắm. Còn những người suy thận đó, có thể người ta bị qua cái mà xương thủy tinh luôn. Tại là con đã làm một ca suy thận 13 năm rồi, là đụng cái đâu gãy tay gãy chân đó. Tại là thận mình nó không còn lọc nữa, là nó không có tiếp nhận những cái dinh dưỡng nên nó bị biến chứng. Với mấy tuần trước là cũng còn có cấp trà như nè, có tuần rồi là không có miếng nào luôn. À. Rồi bác sĩ kêu hãy nằm lại một tuần nữa để theo dõi coi, nếu không ấy thì chuyển về Kiên Giang mình nằm. Con thấy chú mới nằm 4 ngày đúng không? Một tháng mấy rồi hả? Tháng mấy rồi đó. Con thấy là một tháng mấy rồi, một tháng 4 ngày rồi. Một tháng mấy ngày là nằm trong hủ cứu không, chưa không có ra ngoài miếng nào luôn. Vậy chi phí điều trị là mỗi giờ là bao nhiêu rồi con? Hết 127 triệu. 127 triệu là chú đã có bảo hiểm rồi đúng không? Bảo hiểm 100%, mà hồi sáng này là cái tính bảo hiểm nó trừ được có 8 triệu mấy. Chị trả được có chi phí có 8 triệu mấy là xong. À, tiền đó lâu ra mà coi như nhà mình có cái chi phí đó để mình hỗ trợ chú điều trị chưa? Trời ơi, hỏi không đó chú ơi, nhà cũng khó khăn chết luôn rồi. Hỏi bạc mà nó cho vàng 1 chỉ 5 ly không đó. À, 1 chỉ là 5 ly tiền lời. À, 5 ly tiền lời á. Cũng phải ráng, giờ ráng bươn trải cho ổng chứ mà sao giờ. Nói giờ còn nước thì còn tát chứ sao.
Chú có tính trước là ví dụ mà chú có thể là giờ không lo được thì tiền đâu cô trả nợ. Thì giờ tôi nói giờ gắng lo cho ổng đi rồi từ từ xây sở kiếm chứ biết sao giờ mà biết tôi cũng biết làm sao nữa. Thì gia đình mình thu nhập chính là từ kinh tế là từ đâu cô? Chỉ có mấy công ruộng, mấy công đất vuông đó. Là nuôi vuông tôm vậy hả? À, có 4 công đất vuông, 5 công đất vuông vậy đó. Tôm thì nó cũng nhiều khi trúng bên muốn chết chú ơi. Dạ, nhiều khi trúng nhiều khi cũng bó tay. Càng vuông lỗ chắc chết luôn, gia đình bị hơn. Tại vì cũng có một bạn nuôi dưa nuôi tôm này nó nói nhiều khi tối nửa đêm mà tôm bệnh rồi không còn cái quần đùi mà cứ nhảy lên xuống nói với con nói chạy đi con yêu cầu cha mày sống đi yêu cầu kệ bao nhiêu cũng được hết trơn á nữa là mà cha sống thì bằng lần trả lần cái con đường đó thì chú biết chơi giờ không biết làm sao cũng còn cuối cùng là bệnh viện chú trả là 8 triệu à trả được 8 triệu mấy cái tiền sao bảo hiểm 100% mà mình tạm ứng hay sao nó tạm ứng như hoài cứ tuần lễ 30, tuần lễ 30 vậy đó. Rồi tới tính tiền ăn uống này nọ của gia đình mình chưa? Ăn uống mình tự lên, ăn ở ngoài lên đó. Đó là cho mình thuốc cơm điện á. Có xin cơm từ thiện không đó chú có dám ăn cơm kia đâu. Xin cơm từ thiện ăn không á. Con chú mấy người con? 5 người. 5 người. Có gia đình hết chưa? Có gia đình hết 4 rồi. Còn cái út thằng bóp bóp đó là cái út. Nghỉ mãn nghỉ vụ mới về. Nhà đây là nhà tình thương hả? Nhà tình nghĩa người ta cho 50 triệu rồi dạ. Nhà này con liệt sĩ nhà cái đó con liệt sĩ người ta cho một thêm tiền nữa đây chú giờ nó mà con liệt sĩ huân chương treo á là nó răng đó dạ con hiểu rồi dạ. Thấy con biết gì bây giờ tôi cũng không có cái gì để biết nói sao vợ chú đi làm từ thiện mà đưa em tôi về mình về tới nhà gia đình được tôi cũng rất cảm ơn tự thiện nhà mấy chú rất nhiều tôi cầu chúc cho mấy chú được mạnh khỏe để đi làm tự thiện dân khó khăn này nọ tôi có nhiều lời thôi vậy mấy chú cũng thì nói không nghe thì cái bệnh chú nặng thì nói chung là giúp thì không giúp được gì nhiều chỉ hỗ trợ cho gia đình cái chuyến xe. Cái thứ hai nữa là tụi con hỗ trợ y tế hết thì tụi con chỉ sợ là chú có trục trặc trên giữa đường thôi không dịp về gặp con cháu tụi con chả ai cũng vậy giống như người thân tụi con cũng đi người ta làm tròn cái nghĩa vụ làm gì làm cũng ráng cố gắng không phải là tụi con làm từ thiện hay là làm không đồng tụi con không có trách nhiệm thế nào tụi con phải ráng cố gắng từ nãy theo dõi máy thì thấy cũng ổn nên là cũng còn yên tâm thế là hôm nãy về đưa về đó thì chú vẫn còn cái sự sống vẫn còn cái sinh tồn nên là con nói người nhà bây giờ mướn cái máy thở thì giá nó cao quá thì thôi nhà mình đông chia nhau bóc bóng cho chú đi thì được tới đâu hay tới đó tới rồi mà cơ thể nó đã không tiếp nhận được thì coi như cái phần thuốc của chú nó không còn nữa thì coi như chú chấm dứt cái bệnh tật chấm dứt cái khổ đau rất cảm ơn chú nhiều lắm đó nha. Giờ ở trong đời tôi là tôi 70 mấy tuổi đó giờ đã em tôi nó bị cái bệnh đau khổ như vậy mà được người giúp đỡ vậy tôi rất cảm ơn mấy chú nhiều lắm vậy mấy chú từ thiện trên chảnh cũng gì rất nhiều tôi cũng cầu nguyện tôi mà ngã khó khá giả rằng mình nó bước tới con đường đó mà sao nó cũng chưa có được bởi vậy mình bước không có tới đó được tôi cũng cầu nguyện tôi cũng làm phước cho lắm rằng mà được mình được mà sự rằng mà cố gắng thấy là làm được tốt mình cũng gắng lắm mà làm không nổi cô ơi chú ơi giờ già 71 tuổi rồi không có làm gì ra tiền hay gì khổ lắm cái nói chung á con cần chở 1 ca có 1 ca chỉ có dưới 0.1% sống đặt nội khí quản là đặt từ trên miệng luôn nhưng mà con chở chú nó về đi giữa đường học máu luôn mà về tới nhà luôn sáng mai người nhà điện là chú tự rút ống tự ăn uống không có kỳ tích chứ không phải là không có rồi đó là giá trời giá phật cho em tôi được vậy thì tôi cũng mừng dữ lắm luôn á giờ cái máy thở mà con nhận là nhận hơi thở dưới 10 luôn yếu hơn chú này gấp đôi nhưng mà vẫn có kỳ tích nó cuộc sống và cái gì nó cũng hơi hôm đó bây giờ là dặn cái máy thở nhỏ luôn cho ổng lên mà rút ra rồi ổng thở không được nó rút trở vô nhấp hoài luôn mấy lần rồi đó từng rồi là nhấp hoài luôn mà hồi nãy nhịp thở của chú không có đều
ông thở không có được. Yếu, nhiệt máy thở đẩy vô yếu. Thành ra nó cứ để cái ống đó hoài luôn mà ý là ta bơ, ta để cái máy nhỏ xíu luôn mà thở còn không ra không được. Mấy chị em, bây giờ nói vậy đó, nói thiệt chú không gài, tôi không có ăn ngủ gì được hết trơn á, tôi nằm tới đâu tôi buồn tôi khóc tới đó nữa đi. Còn mấy chị em à, mà bây giờ nó bệnh yếu vậy đó. Con nói con nghe vậy. Nhà đã một người bệnh khổ rồi. Mình thứ nhất á, mình là người nhà. Thì theo chú mà nó nằm vậy mà thấy gia đình mình vậy cũng không có, cũng có vui, không có. Mà khi mà về nhà đó, cái người bệnh quan trọng nhất là cái tâm lý. Mình làm, mình người nhà, mình cố gắng, mình ăn uống, mình giữ gìn cái sức khỏe. Trước là cho mình, thứ hai nữa mình có sức khỏe mới lo được cho chú. Chứ đừng có mà buồn thì ai cũng buồn, biết là buồn rầu nhưng mà sự thì bây giờ chú cũng đã về rồi. Về rồi thì quay quần con cháu anh chị thì cũng hy vọng là có cái tết thôi, nhưng mà chú rất là khó, rất là khó. Hồi nãy là con chỉ sợ là trước khi đi là bác sĩ tiêm thuốc thôi, nếu mà tiêm thuốc rồi chắc chắn là thì ra có tiêm thuốc hồi sinh thì không có tiêm, không có tiêm, chú không có tiêm, tại vì chú còn sự sống rất là mạnh. Vì gì My nó lên nó hỏi có tiêm thuốc tiêm gì không, bác sĩ nó không có tiêm gì hết trơn. Đúng rồi, nãy con cũng hỏi bác sĩ rồi. Thì thôi vậy tùy theo cái số chú tới đâu hay cái đó thôi, bây giờ biết giờ sao giờ ha, đâu có kể được. Sinh lão bệnh tử mà đâu ai tránh được. Mà tôi buồn khổ ấy, nó cũng còn nhỏ tuổi quá, chứ nó phải già nhỏ lớn gì ấy, thì mình cũng đỡ buồn quá chú. Tháng 6, tháng 6, tháng 6, tháng 6, 61 là tuổi thìn đó. 61 tuổi. Tuổi thìn. Chú bệnh lâu chưa? Chờ phát bệnh chừng 2 tháng nay à. Tự động phát bệnh vậy luôn. Phát bệnh gì luôn đó, mà lần thì tính thứ nhất cái lưng này không à. Rồi đi khám này cũng đi khám tùm lum hết trơn á, rồi tới chừng nhất quá rồi mới đi trên mà ấy khám. Lên đâu khám không? Chờ đợi khám. Đi không có đi trên mà nhân hước Cần thơ khám. Cần thơ khám. Cần gai á. Chụp phim gai mà sao không ra bệnh? Nó chỉ có cái lưng này không thì nó nói chỉ ba cái đốt sống thôi, chứ không có gì hết. Rồi về thì nó thưa thuốc gì uống. Đúng rồi. Gì uống thì cũng còn nhất nữa, rồi mới đi kha đi nhập viện ở Vĩnh Thuận. Thuận cái nó chuyển về cái giá. Chuyển về cái giá nằm 20 ngày. 20 ngày cái nó cứ sốt không có hết sốt. Chết sốt vậy đó. Nhỡ đầu đồng nó mới chuyển đi chợ. Là từ đầu lúc chú không ngơi là ổng còn tỉnh khô à, ổng chỉ là ở bệnh viện Gạch Giá là ổng tỉnh queo à, lên tới bệnh viện Chợ Gãy còn 2 bữa là ổng còn tỉnh đó mà. Tới ngày thứ ba bắt đầu nó giật động mới vô yếu luôn đó. Nằm bệnh viện mà như đó thì khó khăn quá chú ơi, trời chạy muốn chết luôn. Về rồi chú thấy đâu có ấy đâu, rồi bỏ nhỏ gái tôi chở mình lên, rồi gì như này đang chạy tiền hỏi đang đem lên, cứ từng lễ ba chục chạy cũng chết luôn. Chị nữa là chị lớn hả? Nhỏ nhỏ thứ ba. Nhỏ lớn, nhỏ có con nhỏ đó đó, thứ hai đó. Còn nhỏ kia thứ ba. Chị nó làm ở chỗ hay làm ở đây? Nó đâu có mặn đâu, nó nuôi cha nó chứ đâu có mặn gì đâu. Nó ở nhà ở Bến Tre. Có chồng ở nhà Bến Tre. Có con này Bình Dương nè, con này mặn Bình Dương. Làm gì Bình Dương? Làm gì? Công nhân hả? Rồi mấy tháng nay nó làm không hay là nghỉ? Nó cho nghỉ nửa tháng rồi mới làm được mấy bữa, rồi cha em vậy rồi ra đây luôn rồi. Nghỉ được nửa tháng là qua bên ở với cha em á, rồi xong rồi về mấy bữa là qua đây nữa. Nói về cái tình hình này á, cha em á, cái tình hình cha em cũng còn sự sống thì nó cũng còn hên xui. Có thể là cứ nằm như vậy kéo dài nữa. Không phải không kéo dài được lâu thì tùy thôi, thì nên là cái công việc của em mình có thể sắp xếp lại, chứ giờ làm đâu có ai cho phép mình cứ nghỉ hoài được. Người ta con đi mà không đứa nào cũng mình bước không à, không có ai đâu mà. Nhưng mà cái gì vậy, cha mẹ mình cũng ưu tiên hơn, cái gì mình cũng ở với cha với mẹ. Thì cái điều mà tụi con mong muốn là đưa chú về, thứ nhất á an ngủ người nhà, thứ hai đó về đây á chú có gì ở nhà con cháu cũng áo cứng hơn, đúng không? Ví dụ mà chú bệnh thì có tinh thần nó lạc quan hơn, có thể mình vượt qua bệnh, còn vượt qua không được thì cái thể là chú đi, thật sự chú đi
thì chú đi nó cũng thanh thản hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Chú không phải nằm bệnh viện cho nó lạnh lẽo, ở trên không có hai. Chú lên mà... hỏi ông đi chứ bây giờ ngày sáng hôm qua, hồi chiều trưa hôm qua, hồi 3 giờ nó mới cho lên thăm. Dạ. Tôi hỏi bây giờ anh ơi, bây giờ em lên thăm anh nè. Nếu anh muốn về nhà không, muốn về nhà thì anh gạt đầu đi ha, anh ra hiểu gì đi cho tôi biết, anh về nhà đi, con gặp cháu mới về nhà, đầy nhà rồi anh chứ. Chứ ổng nằm ngắm một hơi, cái mở mắt ra, cái nói bây giờ nếu về nhà thì anh gạt đầu đi hay là anh ra hiểu gì đi cho tôi biết, anh mới biết đường, trong vòng gì nè. Đó là về chú nói với mấy đứa con luôn liền. Thôi chú muốn về nhà hả? À, ổng muốn về nhà là nói chứ. Hồi nãy đưa lên xe là con biết. Hồi nãy đưa lên xe là cha thấy chú về nhà đó. Ờ, ổng nói ổng về nhà đang gặp con gặp cháu đó. Thì nói chung thì hôm nay cũng hỗ trợ cho gia đình thôi, chứ đó thôi, cũng thay mặt sư phụ của em hỗ trợ cho gia đình thôi. Từ cái chuyến xe này không, cũng không có giúp gì được gì nhiều, thì tụi em cố gắng hết sức đưa về. Rồi cho thấy chú về được thì em mới nhẹ nhàng. Có tiền thân nhất gì vậy? Dạ không, không, không. Cái xe này, để con nói con nghe, cái xe này á, cái kinh phí á, là từ hoạt động á, là của sư phụ con á. Là bán từng chai cao sơ bóp, lấy cái đồng tiền lời đó, hoạt động chuyến xe không đồng, là hỗ trợ cho bà con 100%, không tiền, không gì hết. Thì mà chú về cho tôi á, kính lời thăm sư phụ nhiều, tôi cũng cầu chúc cho sư phụ á. Gửi cái tiền xe, tiền xăng, tiền để có nói nghe, không đồng là không đồng. Tụi con chưa bao giờ lấy bà con không đồng. Bây giờ vậy á. Dùng xa gần hay gì, tụi con không bao giờ lấy là không lấy. Tụi con có lương, sư phụ con trả hết. Con đã nói rồi, thì sư phụ cứ buôn bán nhá, lấy tiền lời đó rồi trả lương tụi con, rồi hoạt động xe cứu thương này nọ đó, thì tụi con chỉ là tụi con nhận lương sư phụ mà thì cũng như là con tụi con cũng như là anh Tám nhiều. Dạ dạ dạ, con cảm ơn. Bây giờ gia đình mình đã khó khăn rồi, bây giờ tiền bạc không có, ở nhà có chuyến xe không đồng thì không bao giờ tụi con lấy tiền xăng, tiền nhớt, tiền gì hết ha. Tiền cà phê pháo tụi con không lấy. Mà sáng ai điện? Sáng sao có biết xe của sư phụ qua? Sáng con này. À, em biết xe sư phụ qua. Con này biết. Theo dõi trên Facebook á. Thầy cứ bút. Bây giờ anh về chú ơi, bây giờ tôi không có gì lời lẽ gì nhiều. Yeah. Bây giờ chú về chảnh, chú nhờ chú nói với sư phụ. Tôi là chị của cái người bệnh đưa về tới gia đình, tôi rất cảm ơn nhiều. Yeah. Tôi cầu chúc sư phụ sống mãi mận ăn á, tiền vô cửa trước dặn vô cửa sau để dạ. Dành làm từ thiện người ta. Dạ, để cảm có ơn nhiều cô. Lời dạ, nhiều lời hết. Cảm ơn cô. Ừ. Dạ, thôi. Giờ cầu chúc nhiều đó thôi, giờ dạ. Cũng không biết làm sao mà nói. Dạ rồi rồi rồi, nói chung là gia đình cũng đang rối tập trung rồi. Dạ. Bây giờ mời chú uống nước đi, dạ, dùng dạ. Cơm bữa đi rồi gì à. Dạ đây con gửi lại cho. Dạ rồi, xin chào quý ông bà cô chú, là hiện tại đang là 9:15 rồi nha cả nhà. Do đường xá đi vô xa đó, còn bây giờ là tới quầy quốc lộ mới có thể là trò chuyện tiếp, tại đường hơi tối nên là anh em con cũng phải bò ra. Cả nhà không biết là xuống đây thì cũng giáp với rừng U Minh Thượng rồi đó, thì do đường xá xa xôi á nên không có gì đồng cảm. Thì cả nhà coi clip thì cũng thấy là bệnh của chú là chú nói chung là chú không có bị gì á, lúc đầu là đâu có gì gì đâu. Cũng đi thăm khám ở bệnh viện tỉnh rồi chú bị sốt, đưa lên tới Chợ Rẫy thì chú có hiện tượng là co giật. Rồi sau khi mà khám thì chú lòi ra nhiều bệnh như là chú suy thận, rồi có mà tụ máu não nữa. Tụ máu não thì hiện tại thì do là sức khỏe cũng như là nhiều yếu tố khác nên không thể mà can thiệp phẫu thuật được, nên là bác sĩ chỉ tạm thời là nằm cấp cứu đó, mà vừa tiêm thuốc vừa để cho chống đông máu, không có hỗ trợ tan máu được, thì chỉ là duy trì như vậy thôi. Thì cái nhà coi thì hoàn cảnh của cô cũng rất là khó khăn, thì có năm người con, nên là bốn người con gái thì ba người con gái cũng lấy chồng xa rồi, cũng không có ở bên cha mẹ để chăm sóc được nữa. Thì chỉ có một cái anh con trai út, thì hồi nãy cái nhà coi là anh cũng đang ngồi bóp bóng đó, thì anh nói là cũng mới đi nghĩa vụ sự vậy thôi. Thì cái nhà coi là vô nhà thì thấy cái nhà cũng gọi là cũng, nếu mà cái nhà coi thì suy nghĩ là nhà khá giả, nhưng mà thật sự là không phải, nhà đó là nhà tình nghĩa, thì nhà nước hỗ trợ
30 triệu rồi mới là bù đắp vô là con cháu gom góp lên là mới xây được căn nhà. Công việc của cô chú cũng chỉ là ở nhà nuôi mấy cái vuông thôi, cũng làm cũng khó khăn cũng bấp bênh. Chú rồi sau này chú đổ bệnh thì con có hỏi là cái kinh phí mà điều trị của chú thì nằm sau khi mà nằm 2 tháng mấy mai mà cha nhận biết là nằm cái phòng hồi sức á, nằm cái phòng mà gọi là cấp cứu á, hồi sức tích cực á, thì cái một ngày thì tiền nó rất là cao, thì trong 2 tháng nay thì chú nằm tổng cộng là khoảng 120 triệu. Thì cô mới đi vay mà cả nhà coi là vay bằng vàng á, là phải trả lãi bằng vàng á, thì cứ chỉ vậy là phải trả lãi là 5 phân vàng. Thôi vậy nhà coi là kinh khủng nha, không đã không làm ra kinh tế mà còn phải vậy nữa. Hồi nãy là nói chung là sáng vô là thấy tình trạng của chú cũng khá là nặng à. Chú con di chuyển là chỉ sợ là chú dở cái cục máu đông trên não ra rồi nó chuyển biến xấu, nên là con cố gắng vừa nhanh nhưng mà vừa được cái độ mà ổn định của xe, cũng như là con phải quay lại con coi kiểm tra sức khỏe của chú, như là máy thở, cái nhịp thở chú có đều hay không, chú có lên đàm hay không, con sẽ xuống hút đàm để cho có thể đẩy được cái hơi thở vô được, nó nhịp thở nó đều lại để mà duy trì được về nhà. Thì cũng hôm nay cũng là rất là may mắn là con cũng đã hỗ trợ được chú về được tới nhà. Về tới nhà thì cái nhà em thấy là chú cháu ngoại quá trời luôn rồi, đứa nào cũng thương chú bu vô đó. Ông ngoại mình nhìn rất là xót xa. Những đứa con gái thì cũng đã về kịp chú trong lúc mà nói chung thì cái sự sinh tồn của chú hiện tại bây giờ cũng đang là còn chứ không phải là hôn mê, đó là cũng hy vọng là khi con cháu về thì chú sẽ cũng đỡ một phần nào đó đau đớn về bệnh tật. Cũng không mong muốn gì nữa, thì cái bệnh của chú mà chỉ ở bệnh viện thì cũng không hỗ trợ thiết bị, không hỗ trợ y tế gì, chỉ cũng chỉ có máy thở và hút đàm. Thì về nhà hồi nãy người nhà cũng hỏi là thuê máy hút đàm nhưng mà 2.8 triệu một ngày thì giá thành quá là cao vậy cả nhà. Thì cái giá đó thì chú nằm đó cao, với lại thứ hai nữa, nếu mà có thật sự là có máy thở đi, ví dụ như chú mà có lên đàm thì người nhà cũng đâu có biết hút đàm đâu, thì cái lúc mà đàm đặc quá thì cái máy thở nó cũng sẽ không hỗ trợ được nữa, thì vừa tốn chi phí mà vừa mất công mình nữa. Thôi thì cứ người nhà thay phiên nhau bóc bóng thôi, nếu mà chú cái phần số chú tới đâu thì hay tới đó. Đó, con cũng mong là chú về được tới nhà rồi thì bên con cháu có thể là cái tinh thần chú lạc quan hơn, chú sẽ cầm cự được lâu hơn, cũng như là người nhà có người nhà thì cái điều đó là cũng một phần an ủi chú, cũng như là người nhà đã về được, đưa chú được về tới nhà thì người nhà cũng sẽ được an ủi, và một phần nặng đỡ phải nặng gánh về kinh tế điều trị ở bệnh viện, tại vì kiệt quệ lắm mới đưa về nhà nha, chứ thực sự là con thấy là kiệt quệ lắm mới đưa về nhà, cứ kiểu mà muốn đưa về là người ta đã đưa từ lâu rồi, chứ không phải là phải để tới giờ phút này mới đưa về đó. Thì con cũng mong là gia đình chú ai cũng sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe trước. Còn ai con về nhà ai con cũng khuyên vậy, thấy người ta lo rồi, người ta không ăn không uống rồi bỏ mặc cái sức khỏe, trước tiên muốn lo cho người nhà thì mình phải lo trước cái sức khỏe của mình cái đã, để mình có sức mình mới lo được cho người khác đó. Thì cũng mong là cái ở nhà ai cũng có sức khỏe đi, sẽ lo cho chú, tại vì không biết là chú sẽ cầm cự được bao lâu, nhưng mà con thấy tình trạng cũng xấu lắm rồi.